Một hôm gặp lúc mưa dầm, muốn cho ngon giấc mà nằm không yên. Trong lòng suy nghĩ liên miên, việc chung của thế, việc riêng của mình, làm sao hòa một tánh tình để cho thế giới thấy bình yên vui. Nếu còn kẻ ngược người xuôi, nhân sanh bôn bể còn trôi nổi nhiều. Cứ lo tưởng có bấy nhiêu, ruột gan như thể đốt thiêu, hồi nào nhắm nghiền đôi mắt lại nhau. Những ngôi dòng lệ cứ trào mãi ra, trời mưa người cũng lệ xa, đôi tâm hồn phải chăng là dung không? Không sao an được giấc nằm bật đèn, ngồi giữa thơ phòng nửa đêm. Buồn chi trời chẳng chịu êm, mưa càng nắng hột bắt mềm lòng đây. Quả đau đớn tấm gan này, ngồi trơ không cửa như thấy mất hồn. Thầm lòng khấn đức Thế Tôn, dạy cho con những điều còn chưa thông. Lòng luôn đau đớn với lòng, chưa ngày nào thấy giấc nồng được yên. Không buồn thiếu kém bạc tiền, mà buồn thiếu kém đạo duyên với đời. Từ lâu kêu reo hết hơi, nhưng mà không được mấy người nhất tâm, mà khiến cho gan ruột héo bầm. Lúc nào cũng vẫn đứng nằm không yên, lòng ta vừa ngẫm ngồi than, mắt ta vừa cũng lệ tràn thêm ra. Gật gù nghe tiếng xa xa rằng: con ơi hãy nghe qua lời này, rẫy nào mà chẳng có rầy, rầy nhiều ráng bắt để gầy giống duyên. Nhớ chăng trước mấy ngàn niên, Thích Ca vẫn bị kẻ ghen người hờn. Nào đâu phải thiếu đạo duyên, mà do căn khí chư nhân mỏng dày, dày căn mùi đạo mau say. Mộng căn tiếng kể ngoài tay khó vào, con ơi đức lượng trời cao dưới trần đâu cũng trùm bao một tình. Dù cho ai bội phụ mình từ bi, học lấy một tình yêu thương, tai nghe chiếc nhạn kêu xương, nỗi lòng đức Phật đoạn trường lắm con. Ít đi đường khó nổi mòn gốc gai, dù mây ơi con chớ buồn. Gãy thiền con chấm qua chuông, con ơi ráng đạp cho xuống nẻo đường, bước về chưa đến Tây Phương. Ý nguyện tam tạng còn vương mối sầu, con ơi đâu chữa ra đâu, bỏ thân muôn kiếp vẫn đầu sanh ra. Con ơi hai chữ giác tha, tình con với Phật vẫn là tình chung. Giờ này con lâm não nùng, cũng là giờ Phật đau lòng đây con. Trời mưa con đẫm lòng son lệ, con Phật thấy giả còn đau hơn. Ngàn xưa đã râm sâu duyên, khối tình đôi ngã chắc hơn sắc đồng. Con ơi con ở trận hồng, mọi điều đồng tình nơi lòng Phật hay. Lăn lóc đau khổ chạy ngày, không vì tư dục mà khai đảo màu. Đã sâu càng quật thêm sâu, thật
là xưng đang đứng hầu Như Lai. Xưa kia cũng thể như nay, giữa con với Phật chưa ngày nào xa. Con nguyện gánh khổ ba gia, khổ con nhiều lúc Phật xa xót lòng. Từ bi bác ấy đại đầm khác phương, nhưng dân Phật cùng một tâm. Ngoài hiên trời đổ mưa dầm, trong con rơi lụy Phật nằm sao yên. Con than vì thiếu đạo duyên, Phật than vì chúng quá ghiền trần ai. Đang ngồi nơi chốn phương Tây, thấy con lễ tham Phật cay đắng lòng. Con ơi việc hiếu chưa xong, nghĩa dân chưa vẹn hẳn lòng còn đau. Thuở xưa Đức Phật thế nào, hiện nay con cũng bước vào thế ni. Vui lòng nôi gót từ bi, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Con ơi trong nước có mây, trong mây có nước gắn gây duyên lành. Đường Tây dạch giữa chúng sanh, rồng từ cá sấu mà thành ơi con. Đừng buồn đen sẫm màu non, nếu không có đá ngọc còn đâu xanh. Con ơi chuông lớn chỉ mạnh, thương đời mát hạ phải đành hy sinh. Chuyển đi việc cận bên mình, dòng duyên kia gặp ráng gìn đừng buông. Con ơi cha tuổi con buồn, nào đâu một buổi mà muốn niên rồi. Bởi đời nay lỡ mai bồi, chiếc đò bị ngán dập dồi lắm phen. Thất vạn vùi mấy không tên, chân tu thử mấy không quen. Ô lòng biển trầm luân chẳng lấp sông, không ai lai chuyển được lòng từ bi. Miếng đời hết được mê si, nắng mưa bùng kinh hoàng vì thân lương. Con ơi sớm tối lo lường, chẳng vì danh lợi vì đường độ sanh. Không riêng con hiểu lấy mình Phật nơi đâu, cũng rõ tình của con. Gót chân càng lắm hao mòn, đường càng xa rộng ở con. Chớ nay con sầu đau giả Như Lai, muôn xưa cũng tở đêm này ơi con. Phòng đơn với một tim son, trời sầu người tham cảnh còn chi hơn. Con ơi nơi chốn kim sơn, tiếng con vang vọng còn hơn sấm trời. Dụng quyền Phật ngõ đôi lời, an lòng con trẻ giúp đời cho xong. Tự sanh giữ vẹn chữ đồng, trên vai còn gánh tan bồng đừng quên. Ngày giờ mau lẹ như tên, người còn lủi đuổi chưa nên phần nhiều. Con ơi trong lượng sóng triều, con thuyền bắt nhã phải chịu từng cơn. Trong gai cũng chẳng chi hờn, não nề là giết con từng trải qua. Ngàn vàng chỉ một cơn là con ơi, muôn sự chẳng qua nhất thời. Mượn cơ để chuyện thế thời, mộng trung mà vẫn là người tình mê. Con ơi nhân loại ngày về, muôn hình dáng trạng tướng hề biến sanh. Tuy con lăn lóc mọi ngành, vẫn lòng như thể trời xanh một màu. Nỗi lòng Phật quá đớn đau, thấy con còn trẻ chuyện lao trong đời. Con ơi trần tạm con ơi, từ non đài ngõ những lời đây con.
thấy con ôm tấm lòng son phòng không bóng chiếc heo vốn tháng ngày. Con ơi thế tạm là đây, nhìn con lo liệu Phật cái đắng lòng, một lời thề lúc xa sông. Tình con sao trước một lòng sắc đinh, đức tin con khéo vẹn gìn, thấy con như phụng lộn hình trên mây. Nhìn con mà thảm lòng đây, cho nên Phật vẫn thánh ngày bên con. Con ơi hai chữ mất còn liệu thân, còn phải giúp luôn đến người, giết người thế kỷ 20. Sang cho mấy bực chưa cười được đâu, con ơi nhìn trẻ càng lâu, khiến lòng của Phật càng âu lấy lòng. Đài mây vạn sự dài, không chỉ lo cuộc thế như bông sáng ngày. Con ơi chớ tưởng kéo dài, sớm tươi chiều héo, xưa nay một đường, từ đây đến chuyện âm dương. Con ơi còn lâm sầu thương trong đời, đã thấy con qua bước nhiều nơi, khiến lòng Phật tở như hồi sống sau. Đã thông nhân quả thế nào, nhưng thương con vẫn không sao nén lòng. Con ơi đời tám giải xong, giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng gia mấy con ơi, không bằng cứu được một người thế gian, liệu lường đến nát tim gan. Khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa, một khi nổi gió xa mưa, giọt sầu rơi rớt đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đảo tan bồng làm nơi nghỉ canh, để hồng bay xa chỉ đường kẻ lạc xa cha, để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong, chúng sanh cần phải ra công bơi tìm. Thấy đời chưa rõ Phật điềm, con đau chính Phật cũng kim châm lòng. Sầu tây chưa dứt sầu đông, đây vừa ngưng lễ kia dòng châu rơi. Con ơi lửa chẳng một nơi, mà đâu cũng khói lớp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn, từ đây sự thê lắm còn chuyển luân. Kẻ nào dối giá vui mừng, chỉ là chút lấy giàu thân quả sầu. Con ơi cha thảm con rầu, không riêng danh lợi gì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa yên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu, chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày nay có Phật ứng thinh, chẳng vì quá bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiễm màu, vì con mỗi việc đuôi đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa, thức dẫn trong cõi ta bà tịnh tâm. Chen đùa trong giấc mộng nằm, đời muốn quá lệ trong tầm mắt thôi. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng, lo lường sao khỏi lầm than. Hoàn cầu chỉ cách tất gan xa, vì muốn ai cũng học từ bi, để làm cho khắp người quý đường lành. Nếu còn lâm kẻ ác sanh, thì không thể có bình thanh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ,
tướng binh sống chết khao trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bất châu ôi, biết sao kêu hết khắp người thế gian. Canh qua biết nó sắp tàn hương thơm sắc đẹp, có làm chi dinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình, chứ tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm lúc lem cũng nên chùi rửa, chứ làm thêm nhớ. Dịp mai nếu để thờ ơ, qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật Thích Ca ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Ngơ thị thành đến xóm làng thương, nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh tùy phương, hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc ăn chơi, Phật tiên lo sự cứu đời không ngưng. Con ơi phải biết gìn thân thường, luôn phản tình là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền, lỗi lầm đâu khiến lưu truyền dài lâu. Đào luôn chẳng lấp mới sâu, một mối hai dập thì đâu nên hồ. Cây già đành phải cây khô, chưa già không tươi cũng trơ héo cành. Con ơi tu phải cho thành, chớ làm ly có chỉ nhành nhọc. Công ngày này gói ghém không xong, mốc mai đâu khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để đi ngược nước chân lễ sao rồi. Con ơi Phật canh có ngồi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên. Bước cùng của cõi phàm duyên, không tìm đây hỏi còn nghiêng chỗ nào. Mất tao né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình. Mỗi lời trong các kệ kinh nói chung, chứ chẳng cố tình riêng ai. Hiển sâu với nghĩa nhân loại, mới không lầm ý của bài kể cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lát lầm cũng đã nhiều ngày lắm con. Nhưng không để chí hao mòn, ý nguyện chưa toại vẫn còn tiến tu. Cho nên từ chốn âm u tiến ra, đến chỗ một màu sáng trưng. Con ơi chướng ngại bao tình, với lòng anh dũng con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua, càng làm chí khí con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba mắt, con lệ đổ trời xa mưa dầm. Phòng riêng con khó yên nằm, Tây Đại Phật cũng như bầm nát gan. Mượn lời không bông kêu gian, gọi là yên ủi bước đàn của con. Dù sao cây gánh nước non, cái đại nhân loài vẫn còn trên thân. Con ơi rảo bước xa gần, tuy muôn biến qua chưa từng mất căn. Thì con hiến xác cho trần, khiến lòng Phật tở như dần đây con. Từ đây đến rạng đầu non, đã rơi lắm cục đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giảng dài, nên vui chịu xác ốm gầy vì dân. Thương đêm con não nề thân, nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn. Nhìn đời như hát bãi tuồng, nơi nào con cũng như xuống nghệ người. Bên tai con dậy đẩy lời,
nọ kia của thế chưa hồi nào mây. Lời con xưa đã hẹn thầy, lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lần lấy tuổi tên, chỉ ham lợi chúng là tình của con. Canh chày mày có lòng son, ánh màu thêm hiện ngọc còn chi so. Con ơi biển rộng còn đó, lòng thương sanh chúng khó dò lắm con. Tuy là thân xác gây mòn những tâm hồn ấy, núi non đâu bề thấy con muốn giết chịu lì, khiến cho lòng đấng tự bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gái chồng mà luôn đã sự cay nồng, hỡi con chắc chúa nay vẫn cũng còn đường xa. Ơi trẻ chớ mòn mỏi tâm, Phật đài lấy lẽ thầm thầm khuyên đời chớ vội mà lầm. Ơi con cứu dân bổn nguyện chưa tròn, muộn thân cũng bỏ một thân quản gì. Thế là mới thật từ bi, và không trái mối đạo nghề Phật xưa. Con ơi có sánh sao vừa tấm lòng của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh, chỉ lo giúp chúng lợi danh, không màng ngược đường của kẻ thế gian. Cho nên khổ não vướng mang là thường, phận con nôi gót Phật đường. Lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời, con ơi này trẻ con ơi. Khi con bi lụy Phật trời sống sang, canh chày mỗi kẻ ngủ an. Riêng con thao thức Phật càng động tâm, lòng con thường có nói thầm. Đời chưa giác ngộ giấc nằm chưa yên, con đừng buồn thiếu đạo duyên. Đạo duyên đã có muôn niên đến giờ, dừng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ. Giúp đời bền lòng tiến tới con ơi. Nức thang dĩ quả tốt dời, ráng leo cung thần ngăn soi trừ beo. Con ơi tìm cách gỡ eo cho trần, một thân nào phải một thân. Trên đường dắt chúng nên cân lấy mình tự, vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nàng. Con ơi cô phá rộng đàn, cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai. Riêng thân hiu quạnh đâu nài, dân tình đấy đó lạc loài mới đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Nếu ai cũng lấy lòng nhân, lửa bình đâu cháy rổ rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra. Muốn cho mưa thuận gió hòa, lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương. Xưa nay hiền thánh mười phương cũng vì muôn thế mà trương đảo màu. Con ơi viết chữa vào đâu, giữa đường bỏ xác biết bao nhiêu người. Nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miệng sao bổn nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi ném xác rừng xanh làm mồi cho thu, để dành duyên sao. Biển sâu chớ lượng bằng ngao, lấy phàm tâm khó hiểu vào thánh tâm. Khổ dân còn kéo dài năm,
đường duyên còn phải mở tầm thước ra, thấy con gì đảo xa nhà. Vì dân xa mẹ xót xa Phật đường, buồn khi gió ngược bùm trương, đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai, nặng nề với khách trần ai. Chưa đi đến chung gót hài, chưa ngưng tâm hồn qua mến muôn dân, cho nên chẳng kể mỏi chân là gì, con ơi sen ở Liên Trì. Tên con rạng rỡ như khi trăng rằm, muộn cho chúng khỏi mê lầm, còn từng phương tiện lóc lăng khắp cùng. Nhìn con lòng Phật như nung, muốn con sớm toại nguyện cùng về đây, ngày nào bên cạnh Như Lai. Vắng con là cõi trần ai còn sầu, tình riêng chẳng nói chi đâu. Việc chúng nên mới âu sầu ơi con ơi, non biển cạn mòn từ bi chi ấy vẫn còn như xưa. Trận hoàng với lớp nắng mưa sắc màu không đổi từ xưa, ít người dạy cho dân rõ đạo đời, luôn treo gương thiện cho người năm châu, khổ thân dù có bao lâu cũng vui chịu hết không câu trách hờn, hiểu thông định luật tuần hoàn không phiền trời đất chẳng hờn thế gian. Con ơi đem cả tim gan hiến cho nhân loại đã toan lâu rồi, giờ đây sắp đến còi đổi đời, lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua. Biến thiên diệt ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu, bị đời quỷ quyết làm ngu. Sống trong thị dục như mù đi đêm, bể sâu thuyền chất khẩm thêm kinh nguy bá bội ổn yên nhất phần. Con ơi khuyên chúng tác lần, chứ tham chở lắm bỏ thân giữa vời, khẩm thuyền lại gặp xấu trời, mạng căn gia kém hơn nơi bọt bèo. Viết tu dân chúng quá nghèo, cho nên khó tránh nạn yêu của trời. Từ đây đến đổi mới đời, chúng sanh như cá nằm phơi ngoài đồng, riêng con nước mắt nhỏ ròng, mười phương các Phật cũng không yên ngồi. Phép thần mượn tiếng trên khơi, khiến con bất thảm để lời khuyên dân. Con ơi mau bước ra sân, nhìn lên trời sẽ thấy rừng mây che, lờ mờ như khuất màn the, bóng người trong mây chính là anh con. Khối tình thương trẻ giường non, muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ, vì con giải đủ quyền cơ, muốn con giúp được người nhờ khắp nơi. Giúp đời giết cả con ơi, giúp con cũng chẳng phải chơi đâu, là dừng mấy lần đứng là đà, bóng người ẩn hiện nói ra sau cùng. Tai nghe như tiếng hồng chung, những lời tử nãy bỗng dưng đổi lời, từ đâu trên nửa lưng trời. Tiếng giang như sấm, còn lời như châu, lời rằng Nam Bắc nhất câu, Đông Tây nhĩ nghĩa địa cầu rung rinh. Phật linh ma nó cũng linh đao, đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai, đạo màu nắm chặt khỏi ngày thê lương. Ví dụ ít kẻ bán đường, con thuyền tính đổ chớ buông mấy chèo. Thề xưa cứ dẫn đi theo, một ngày kia sẽ có nhiều người nghe.
non thần dù lâm tiếng ve chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời cổ kim tình chẳng xe lơi. Nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo vàng trừng mây cũng ráng đeo chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt xong rồi Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi người ấy lâu xa, cùng con đã có trải qua bao đời, nỗi niềm cốt nhục không rời đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa, lúc nào cũng vẫn lòng hờ bên con. Phần con răng giữ cho tròn, chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân, đạo đời cũng xử vén phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu, cùng con kiếp chót đồng chầu như lai. Dịp này có một không hai, ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên, tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trái duyên mây cũng chớ này giống lành, cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nại hà, kiếp chày sẽ giúp người ta được nhiều. Một lời con kẻ réo kêu, muôn xe châu ngọc đem treo không vừa, khó làm khắp hết người ưa. Chớ buồn kẻ chẳng mũi dứa như mình, tuy nhiên là giống hữu tình, có ngày họ sẽ sửa mình ơi con. Nhớ câu nước chảy đã mòn giấc mê mấy, gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi chớ bỏ người ta, kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không giới, người phải nhớ đầy lòng yêu thương. Làm cho ai cũng hiền lương, biết lo giúp đỡ biết nhường nhịn nhau. Con ơi dù khác sắc màu, cũng là sanh chúng hãy vào lòng thương. Từ bi rộng lớn không lường, muốn con cũng được chung giường từ bi. Lao đao mấy chẳng quản gì, miễn là chữa được vết tỳ nhân gian. Ngày về nơi chốn lạc ban, rất mong con dắt được ngàn muôn dân. Con ơi nơi bến mê tân, con là một của muôn dân duyên đời. Lần này cho đến mòn hơi, lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đăng cai để phúc cho trần là điều hiếm có, chớ phân vắng dài ngày nay như đã bao ngày. Con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi này trẻ con ơi, nhớ theo đúng lý của người mẹ con, quản chỉ thân xác hao mòn, miễn làm cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ, đã thề đổ thế chưa cơ nào ngừng. Nhiều lần gấp cuộc dưng dưng lòng con, như một chưa từng đổi thay. Xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật còn lắng lo. Mùi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu. Càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia. Con ơi trong cõi người ta, mẹo mưu thế mây vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành,
thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám ruồi lăn rồi nhìn lại kẻ học hành hiện nay, khác nhau chỉ có hình hài chứ trong ý dục một bài như nhau. Hai người để cướp sang vào khiến người đau khổ không nao núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trận hồng thất người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chư nhân nạn tay chịu lẫn chưa ngừng phút nào. Con ơi đang lúc ba đào khắp trên mặt biển chỗ nào ổn yên. Thuyền chim hoặc lẽ thuyền nghiêng khác nhau, chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đau nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nê từ biết tranh hơn từ lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan quan. Chớ chi mà khắp thế gian trọng nhân hơn trọng bát vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa nhân, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri sánh cùng ác thu có gì hơn đâu, cho nên trong cuộc bể dâu ác lai ác báo chạy đâu khỏi trời. Muốn sao ai cũng tỉnh đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biến thiên. Con ơi xưa đã trót nguyện ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài, chớ ngờ thấy cuộc kéo dài. Mái chèo bắt nhã ngơ ngoài bể sâu, ngày qua mau chớ chẳng lâu, nếu không liệu trước sau âu muộn màng. Rung chuông tình mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mãn căn. Bớt đi những thoái hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hành thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ai cũng thân Phật đài. Chớ nên trao trĩa bể ngoài, cần nên dọn dẹp dồi mày bên trong. Nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng manh, đau màu cần phải phụng hành ngày đêm. Biển trần sông gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hai hại nhau tiếng Phật bảo đừng, nhưng người đời chẳng chịu ngừng gươm đau. Con ơi cùng một thay bào, phải nên thương mến nở nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào vơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Chớ nên bắt ô bắt tì, cần tha thứ hết những gì lỗi qua. Làm cho thông nhất trong nhà, để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cửa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không phà giải để che bọc mình. Sẽ còn bị kẻ nhạo khinh thị, như súc vật mặc tình khiến sai. Làm người ai cũng như ai, chứ nên sống dưới gót dài người ta.
gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bài thích tỉnh khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bức giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau. Con người lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho xin con người. Mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không ai người ngu mê. Được về sánh cõi liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền, lai sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau. Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mây sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nữa chừng sâu bò. Cánh ngang lá thường xác thân, xét lại tận tường cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ gì, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mây trần. Nên không luân lạc xây dần trong mây, lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mới lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận, mình cứ giữ cho tinh tấn lầm, đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng, mộ tu lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm, bảo thân cho đến mọc mầm cánh bay. Muốn về gặp Đức Như Lai, bao nhiêu tội lỗi thẳng tay, chỉ trần càng làm cho nhẹ được thân. Thì càng trong bước đến gần đài sen, những điều lòng mến và quen. Nhất thời khó bỏ ráng kiên, nhiều ngày viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài. Cho nên con ơi nếu chẳng chỉ bền, đạo màu khó đoạt Phật
tiếng khó gần chuông vàng, trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quan niệm ngày hằng mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mê rời được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhộn nhàng sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dối vàng bái Phật quy y muộn màng lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát nhà đông tây sự chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mộng meo ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng bao nhiêu cái có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo thành phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán ghi thù để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oán nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu, trời lai đất chuyển mặt dầu. Thiện nhân vẫn được trong bầu an cư, mắt phàm thấy thật mà hư. Thấy hư mà thật ngôn từ khó phân, xưa nay bao cuộc thấy trần. Chớ nào phải mới một lần này đâu, biển sông đổi lại còn dâu, núi non biên qua rồng ruộng dâu đồng bằng. Chớ không luôn được bình thăng, chúng sanh vì thế mãn căn mong mạnh, nguyên nhân tội ác như thành. Cho nên không ai được bình thánh đời này, trái mùi phải rụng khỏi cây. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp, đời bình trị sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thế chân tay, ruột rà nó cơm ấm áo, mỗi nhà sống trong vui sướng ông hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên, thức thần trong cánh hoa liên tốt dời, ngoài vòng đỉnh luật đất trời. Không còn sanh tử đeo nơi thân mình, hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn, với cái chân thân quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ dài lây có một hào.
trả ra mười lượng chừng nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đành hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng sống trong muôn giấc mơ màng. Cứ cho là thật càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau, chúng sanh kha tịnh cho mau. Ở ngoài cõi tạm còn bao cảnh màu, không tu cõi Phật khó chầu. Nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh, trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sóng gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoạt loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên trì giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ, thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng, khiến cho vạn sự đều tùng cảnh ra. Bao nhiêu nhớ xấu giải tà, cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình, tất không bị cảnh dỗ dành đường công. Nhớ câu vạn sự dài không, tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn, chung quy cũng dài như chư nhân vô chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cố chấp chùa đền cốc am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm. Việc chi Phật cũng đã cam, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai. Từ bi chớ tiếc với ai, việc chi giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời,
mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên mới là khiến kẻ lòng nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tinh toan, sao cùng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lầm. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã dỗ về lấy con. Quản chỉ thân xác mất, còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si, nên thương chớ có điều gì bị khinh thoảng. Như người có chửi mình cũng nên tha thứ, chớ nên oán hờn. Giết nào cũng có nhân duyên, hận người tất bị người hờn. Chẳng không có câu hình giải bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên. Một ngày có chàng nổi tiếng đờn hay, các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta. Nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mê thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng. Lần lần đến thật tay chân sủi què hết, còn đông đầy ngó ngoe. Cây đàn đành bỏ hết khoe tài đàn, gần xa đều dây tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi, con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quả mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết
tốt tươi phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng giúp nhau. Kẻ của người công cho không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi lợi điên để hại cho người là nhớ. Từ xưa chi đến bây giờ những người bất nghĩa ai thờ tới đâu giàu sang bạc chất ngang đầu làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột muối chia hai cho người thấy hư giải dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mỗi người tự tánh biết xoay. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu kêu cho ai cũng biết theo đường lành bỏ đều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhạo cười người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn người nói ra thì biết nhường lời thông minh nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghị càng làm đẹp đẽ hạnh nghi con người. Nhà tu thì phải làm lành trọng điều phước đức hơn danh lợi trần tu cho minh mẫn tinh thần. Tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ tại người chưa được tốt tu dâm trần. Phải cho đoan chánh nhân thân trong lòng mình tỉnh xét cân mọi điều những gì còn có bao nhiêu. Tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Giọng tình như đá nam châm cảnh trần như sắc
đến gần hút ngay, cảnh xem tình chẳng đồng lai là điều rất khó. Xưa nay ít người việc chi, dù khó mấy mươi lầm người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chỉ bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có nhờ dành nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người cho lửa thân sơ, làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đáng mắt hiền nhân, kẻ xa cũng mến, người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa, nói năng thêm bớt cây chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng, coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng, đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi, trừ xong chớ để thực thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay, tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chảy đá mòn, thường ngày biết sửa lối còn giàu đâu. Thường người hăng ngay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sách đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Má thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa, tần từ bi dẫn đặt gót chân cấp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mặt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết động tình, không cần chuỗi hốt cũng thành Phật
tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để say, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc cánh chừng, hớ hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to, những tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy ráng kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố dình thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời. Mới vừa lái Phật ban mới, kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen. Ở trần dối trá đã quen, khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn. Thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hồng giảng sanh. Ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương.
cá không ăn muối, cá ương người không nghe Phật, người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi xử hẹp lòng, đạo thường lấy giả khoan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thượng hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghị, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh, đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi,
đạo như bàn thạch được dồi thêm chân, đời như cột mọt đem sân. Đạo như lầu ngọc có non xây thành, đời như bọt nước đầu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần, đời xem thường việc hiếu thân. Đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành, kể sao hết việc tốt lành của người đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm vậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nàng. Điền viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đồng tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hạn mấy trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hùng, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ, phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân. Mai này khổ thân chẳng phải phúc gì, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi
người, khi thú, khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn, làm người còn trí minh quang. Xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm, khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt cái mồi thân sao. Vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ, đời nào được vui, đốt người cái bị người thui. Sớm đi đông quách chiều chuối vô hòm, nếu đem mắt quế mà dòm. Mỗi sanh chung có mỗi non xác trần, mỗi lần sanh mỗi bỏ thân. Có ai được hưởng trường sanh bao giờ, chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo, gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa, trễ quá biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn, mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc gìn được cái tâm, không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người đó não đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương, cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao, thà cam bỏ sắc chớ não nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng, gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mắt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi vào áo cơm.
việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ vội cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn, nghĩa tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền việc nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo việc nghĩa khổ mà lập thân. Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi dùng để dùng việc nghĩa cho đời. Nhờ ra ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là việc nghĩa càng trông cậy nhiều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa. Kẻ cho mình bực đái thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tám đại vương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hai, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muôn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ não kình, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồng dại ngu. Ngu như kẻ khác uống dầu, ngu như lũ bướm bay vào đèn trống. Đều chỉ trai với lẽ công, mạnh như ông hạng cũng không lâu dài. Được quyền chớ có hiếp hại ai, hại người nhất định quyền quái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hờn sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oán dưới không ai thù. Sáng đừng lừa gạt kẻ mù, không khôn đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gác mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lửa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm này. Cơm dân ăn uống no nay, ơn dân chẳng trả còn tề chặt dân. Thấy dân khổ bắt não nần,
ai người thiện chỉ cũng cần ra tay, không dân cũng chẳng có ai. Dân là trụ cột chớ dày đạp dân, người nào muốn được lập thân phải cần song sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thị lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thần cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên phép thần có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh mà không đoái tưởng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi xem thường sống chết cũng vì chúng dân. Không dân thì đau chẳng cần, đau cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng reo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn diệt chiến tranh, đạo càng cố đóng hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được khâm, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bồi ngồi thẹn, mình chưa được xong rồi việc chi. Đôi dòng lệ bỗng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chị muốn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lướt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến cô bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh nơi lòng ơi con. Mặc dầu kẻ biển người non, tâm kia cùng một tất còn gặp nhau. Cảnh đời khe khắc giường bao, không mòn chí cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được. Xong con ơi nuôi chí đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dầu từ nguyện có nhiều, cứu dân xong cũng phải chiều thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác hẳn đâu ngờ ơi con. Xuôi thì muốn viết được tròn, ngược thì tâm sự vẫn còn bề nhây. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng vẫn tự bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tranh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ơi con. Đợi mùi thì trái mới ngon, dội vàng hai lúc còn non chua lè. Hạn kỳ đã mong tở the, nóng lòng mây cũng nhớ đè ơi con. Ân riêng sẽ được đáp tròn, nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngay việc mấy ngàn năm qua rồi.
thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi đảo xong thì mỗi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng gục mây liền vét bóng hồng lộ ra, đọng lòng nước mắt nhỏ xa cúi đầu bái Phật như là tạ ơn. Xác phàm biết liệu sao hơn, chỉ dùng lệ của khách trần đáp qua. Trời mưa bỗng nặng thêm ra, chừng như thay nhiệt trải qua cúng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường đuốc thần chẳng rỗi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bùng bóng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chim bao, cảnh không giống cảnh tạo đào thế gian. Phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vị kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tở chuông ngân báo rằng sự già với chân xa gì khác nào. Đôi mắt nhắm đi nhắm thì thấy tối, mở thì sáng ra. Mở thì sáng thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cõi như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên qua nhiều bóng sắp đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một vựng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trước sen xào héo ngay. Có sen tươi tắng mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian canh qua sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở não cho quần hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dông dài, tử sanh diệt lân ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh tham chưa dứt chưa yên sự đời. Đông tây lở đất lòng trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm, ít ai cởi mở gông cầm cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân dịp rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học
mà trí đạo màu. Tình đời vị kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Chức rộng năm châu nhiều cuộc máu, đều lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Nhắc hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được đủ làm siêu thân. Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trăm ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đâm ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho dây thì bắt thế chân, vốn lời trả thiếu tịch quân gia tài. Ruộng đồng thắng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bác học lúa thiên, vẫn khe khắc với ta điền từ tô. Lúa tiền lo gấp thâu vô, còn nhân với nghĩa rất khô khan. Lòng gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặt cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sau hết việc ông tham, ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân. Bỗng đầu gió thổi qua thân, phú ông xây sầm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền cháy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi. Khiến ông vào gọi lương y, bảy ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hãy còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiện lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Dông duyên phải hợp thời cơ, ngay trong đêm ấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phu gia, bình ông đã phát tuần qua nặng nề. Thoảng như trong lúc nằm mê chết luôn, nay xác dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cái tiền nông, chẳng đem theo được một đồng trong tay. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặt ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Xác thân nhất định ra sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy, bạc tiền là thứ vô nghị phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng.
càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia vẫn lộ tự sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không. Chỉ bằng mượn lớp bụi hồng lấp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu khen rằng lời ấy ngọc châu không bì. Nhận mình đã quá mê si già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội phạm đâu nên đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quầy đầu. Chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai, ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liền đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mẫu đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy giả đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gai trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai khác hơn, tham dược khói ngoài trầm luân. Nghe lời Phật nhắc tiền thân, khiến lòng đây bắt bâng quân trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọ siêu gì cũng tại mình. Giác tâm là Phật, mê tình là ma.
Nghĩ rồi đây mới thưa ra kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu cũng như ngũ thức khác nào ơi con. Hồng kia chát bởi còn non chín rồi hồng ngọt chát còn đâu xanh. Trước hùng sao biết làm lành. Việc hùng xưa đã tan tành còn chi, phú ông xưa đã mê si. Sau khi giác ngộ mê gì cũng tan, xưa kia con cũng phàm gian. Nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên, thật ra mọi việc hư nên. Do tâm chứ có bắt đền nơi ai, phú ông xưa với hiện nay cũng là con chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ơi con. Khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyển kiếp chiều loạn đổ dân. Cứu đời dù phải quên thân, cũng vui chẳng chút ngại ngần ơi con. Ngày nay gặp cuộc héo von, lời nguyền xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn. Cho nên từ chốn kiếm sơn, lời lành Phật chuyển để con thêm tường. Lối đi rất có muôn đường, chọn đường đi tới Tây Phương kẻo lầm. Con ơi ngọc ân khó tầm, đường chân khó kiếm, đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chướng quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm. Trừ xong nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai. Còn ngăn còn thấy trong ngoài rút ngăn, chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật cất giọng đồng, ngâm lên bài kể của lòng như sau. Bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, dáng vật chi tối linh. Dứt lời thanh thoát ngọt ngào, đây liền mất niệm cúi đầu cảm ơn. Nếu như chẳng có sâu duyên trong đời mạt pháp, kệ chân khó tường. Vì yêu ba tánh thập phương, từ bi lấy kệ khai đường mê ly. Ẩn sâu biển thẳm khó bì, đời con biết phải lấy gì đáp xong. Qua vui tràn ngập cõi lòng, đồng thời lệ cũng lưng trồng khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn, liền nghe lời Phật báo rằng con ơi. Trời soi là phận ánh trời, người không phi ánh sáng thời là ngoan. Đã qua được giấc mộng tràn, gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên, thì điều Phật bảo khá nên nghe lời. Tỉnh xong được giấc mộng đời, sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình, tỉnh rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắt bệnh thấy lòa, chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào, thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu, vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh, thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài.
dẫu nằm bên cạnh Phật đài, dòng tâm chưa dứt nạn tai khó trừ. Phật đài vốn cảnh chân như, cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu, tu mau hay đã tu lâu, chần như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên, thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chắc chua lắm giả bưởi bồng đạo, thì lỗi đau đời không mê mạng đời. Con ơi, không những nạn trời chúng sanh còn chịu, nạn người đã đoan sấm đâu lại bỗng nổ vang, trẻ già bất tỉnh mê mang sắc hồn, tay bay quả gửi dập dòng, tài ba tay mây cũng khôn ngăn ngừa, chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây, chết do máy tạo chuyện xây, chết vì nhân loại xúm gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khổ khang khí trời. Chúng sanh mạng sông ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương, để cho mau được bớt đường nan tay. Mở tình yêu khắp nhân loài, giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hận người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Mình no người khác cũng no, sự vui ấy có chi so sánh bằng. Dục tâm ấy cũng ráng dằn dằn, cho đến dứt tuyệt căn không còn. Tình yêu nhân loại chẳng mòn, sánh cùng chư Phật đâu còn chỗ sai. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Người khôn dìu dắt kẻ ngu, giàu thì giúp khó là tu thật lòng. Giả tu thì có rất đông, thật tu lập kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời ngạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối lạm dùng, khiến cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đạo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sâu, đành ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ơi con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn, sợ lo như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền, cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi, nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lần đáng tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tô điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng.
đảo màu tràn ngập trong dân hòa bình trở lại thôn lân vui vầy, trò không thẹn mặt với thầy. Thầy trò sum họp là ngày an cư, tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặc ai làm nói cơ cầu phận chân đệ tử một câu trung thành, bỏ thân mây lượt cũng đành đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi một câu niệm Phật đừng rời trong tâm, việc chi muốn khỏi sai lầm trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương cứ làm mặc kẻ đón đường ngăn sông, thấy ai khổ biết động lòng nghe người nói đạo như rồng gặp mây. Biết công ráng sửa cho ngay hiểu lầm, cố sức đổi xoay khỏi lầm. Ngủ mê đến mấy triệu năm thức trong chốc lát đủ làm sáng ra. Chớ lo trí huệ còn xa đèn khi châm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sao lãng chân tình quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài muốn mau trong phải lao ngày lao đêm. Tại mình không nỗ lực thêm chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ vốn ở tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay. Tại mình chẳng phải tại ai không cao trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên trách sao chẳng thấy rộng thênh bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời làm sao thấy được con người thanh tâm. Gốc bề ba tâm quá thâm mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng tu như thế đó uổng công bất thành. Sáu căn nếu chẳng trọn lành thì là không thể hoàn thành sáu thông. Phải làm cho lặng biển lòng mới nhìn thấy được mắt rồng quý nghi. Tâm còn thay mấy mê si như trăng mấy án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tánh trẻ già tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai. Khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y đạo nào cũng đắc quá chia cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành như trồng không tưới cõi ngành heo khô. Miệng mô lòng chẳng chịu mô bao nhiêu cũng như hồ mắc mưa. Dân hương cũng Phật sớm trưa thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai. Những người trước Phật lại dạy về nhà làm ác Phật ngài đâu vui. Tóm thâu vơ vét của người đem ra cung Phật Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu người nên thành ý chớ âu làm trò. Của mình một tí đem cho giá hơn của cướp mấy kho sôi vàng.
Phật là khắp cả thế gian, muốn dẫn cho Phật phải sáng cho người. Người xong thì Phật cũng rồi, bỏ người theo Phật, Phật trời cũng xa. Xưa kia còn nhớ Thích Ca, vật chi cũng bố thí ra cho người. Đạo cao nhờ rộng độ đời, bởi đời không đổ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi đổ đời. Bằng tiền, bằng sức, bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tỉnh mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem minh trong độ minh ngoài, độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới độ được đời, cọp con muôn bắt phải chuối hang hầm. Chẳng cùng sanh chung hợp sum, khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lưu đồng tiền. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kể kinh. Chớ quên ca nước chim cành, độ người phải nhắm cảnh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kéo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo độ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên, khó hơn bao vượng đừng chuyền trên cây. Cho nên từ trước đến nay, tu nhiều nhưng rất ít ai được thành. Không tìm ra được mối manh gỡ, cho đến chết rồi đánh vẫn còn. Biết rồi dễ lắm ơi con, chưa thông rất khó như lòn trong gai. Chớ nên chế nhạo một ai, khi mù ai cũng lấy tay mà rờ. Chưa xem nên mới còn ngờ, thấy rồi đâu có bao giờ sanh nghi. Đạo nghe rồi thực hành đi, hành cho đúng cách quyền vi sẽ tường. Bảo tu vì bởi yêu thương của trần chẳng hướng, còn lường gạt ai tử sanh. Phật đã đứng ngoài nhìn vào sanh tử muôn loài, thương tâm hết lầm dắt kẻ còn lầm mù. Không nghe sáng đường tầm sao ra, bảo tu như lửa cháy nhà. Chứ đâu phải việc ngâm nga giải buồn kể kinh. Nhiều kẻ đọc xuống như chim học nói, như luồng gió qua. Không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm sao hiểu chỗ sâu xa nhiệm màu. Lắm người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bề ngoài. Miệng cay mà chẳng tâm cay, đau trong mà cứ chữa ngoài sao tiêu. Nói sao làm vậy một chiều, miệng tu lầm cũng tu theo tất thành. Người lành sanh ở cõi lành, kẻ hung thì phải sanh thành cõi hung. Giả tu cõi Phật khó chung, chung sanh cần phải thật lòng nhập môn. Thật hồn thì được con hồn, thật thân thì được giữ thân lâu dài. Ở trong đời bất luận ai, dài đời tất phải đầu thai trong đời. Của dây thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai.
hiện thời chịu lắm nàng tai tội nơi tiện kiếp đã dai quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giông gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiên mà phạm giới cũng thâu lại phàm. Việc chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa ham, rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muốn thở được làm siêu nhân. Thân trần ai cũng thân trần, khác nhau ở chỗ tính thần tục tiên. Tục dù sang mấy cũng hèn tiên, dù hèn mấy cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân dơi, hết sanh hết bị chốn nơi cõi trần. Luận suy cho đủ xa gần, đạo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đầy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến nơi cuối cùng. Tu không đợi lúc gia dùng, đạo không chờ đến đời cùng mới khai tu. Vì muốn hết đầu thai, đạo vì cứu kẻ mây sai mà truyền. Dù không có cuộc biến thiên, cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Muốn là gặp lúc tận đời, sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp người còn bào thai. Hễ sanh phải tử chừa ai, tử sanh còn chịu thánh thơi bao giờ. Nghe lời Phật mắt quyền cơ, muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản ngại thân, thì nhất định biển trần tác càng. Lòng tu sớm chiều không để làng, Phật Tây Phương sẽ giáng đậu giường. Lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên mở rộng đường cực lạ. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng. Các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an. Dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ diệt trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên. Cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày, với ai cũng từ bi quảng đại. Tìm cách khuyên trở lại đường lành, dù cho thân phải chịu hy sinh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai gốc xoáy sành bất kể, miệng lấp sống được bé khổ đời.
khiến cho ai cũng được thanh thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân. Dân sẵn sàng vì đạo hiến thân, đó mới thật tinh thần Phật giáo. Lúc nào cũng thực hành chánh đạo, treo gương cao hòa hảo cho đời. Khiến thiện nam tinh nữ khắp nơi, soi theo đó để hồi tỉnh lại. Truyền bá mạnh mẽ tình bác ái, quyết làm cho thế giới hòa bình. Không còn nghe tiếng đồng đao binh, khắp nhân loại hòa bình lành như một. Đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Viết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nao gian khổ đời mình. Lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành? Giải thích cho người được biết rành, hầu có đủ lòng tin đạo lý. Kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức. Cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thị cài người cuốc nuôi nhau. Làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tu phải nghỉ. Cố gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sông đạo lý cũng sông. Hợp nhau làm chi cũng thành công, sự chia rẽ cũng không sanh được. Làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công. Người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong, là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ. Cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế mới là thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùng cháu lăn xăng, muốn con mạnh chớ ơn đâu kể. Phật đối với
chúng sanh cũng thể thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thống khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, độ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa thiền môn dân kẻ vãng lai, cũng vì lòng của khách mặn chay, quá giả dối quá đầy ích kỳ. Lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý, người lại thêm những nhị cho hư. Dắt nhau đi cái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chánh đáng, chớ nên đem treo bán lừa đời. Phật dạy sao thì phải y lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thế chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chưa lấy đạo làm lợi khi. Những kẻ tu còn lòng ích kỳ, chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dùng, lại càng không thể nhận là tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dậy, thực tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiền. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặc thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế. Cố tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kể khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ.
đã được tiếng là nhà Phật tử. Thì phải làm các sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình dáng trang, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hạnh cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngà. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phong xả hoàn toàn, dù trải qua trên mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại, lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy hơn lần đầu đã phải phạm vào. Cho nên lòng ô nhiễm cần lao, trừ sạch chớ mãi nào để sót. Rồi lần nó hay ưa đồ ngọt, lòng người thường mến diệt trần duyên. Người tu không đủ sức nhận kiên, thì sẽ bị đảo điên tâm trí. Gặp thử thách nếu không suy nghĩ, thì mười người sẽ bị hết mười. Suy nghĩ là ngọn đuốc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Người mà được biết điều liêm sĩ, ấy là do suy nghĩ phần nhiều. Nếu tiến thêm một bước cao siêu, tất nhiên được trọn điều từ thiền. Giữa chân ly để mà suy biện, người chớ nên nghĩ chuyện quan đường. Mới khỏi điều mình lịch chế lương, chân ly vốn là gương đôi chiếu. Sự tà chánh khi mình chưa hiểu, thường làm cho lẻo nhiễu trong tâm. Nếu muốn cho khỏi sự sai lầm, lấy chân lý ra phân thì đúng. Nắm chân lý thì không lung túng, chẳng bị ai lợi dụng đường tà. Và mình không thể dối người ta, được siêu thoát cũng là nhờ đó. Đường chân lý nếu người hiểu rõ, thì không còn tính bả làm càng. Việc của mình hay việc thế gian, đều căn cứ ở trên sự thật. Đúng sự thật chẳng bao giờ mất, nó xưa nay vẫn một mà thôi, đem nó ra giải quyết sự đời. Đâu đó sẽ đến nơi viên mãn, lấy sự thật ra làm căn bản. Thì đạo đời sự đoán công minh, không bị điều tà kiến làm chinh, nó giúp kẻ tu hành chinh chắn. Giảng vật dưới bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đánh thật đâu, bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu. Không có một vật nào tồn tại, phải tìm chỗ trường sanh bất hoại. Chớ ngồi đây chịu mệt tự sanh, kiếp người đầy giả dối hôi tanh. Xem như thật mà không phải thật, xác thân của người còn phải mất,
thì trong đời có vật nào còn, biết vật chi rồi cũng tiêu mòn, cứ đeo đắm là không sang suốt. Nên mở hết sự đời trói buộc, để làm cho ranh kiếp vô thường. Sống lâu dài như Phật Tây Phương, thân ấy mới là thân chân thật. Thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen bao thai sanh. Vô số kiếp thơm lành bền bỉ, như các Phật xưa nay đã chỉ, trong giả thân có cái chân thân, chúng sanh nên định tĩnh tâm thần, sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Trong chất ước có tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong giả thân của kiếp người ta. Có thân thật ráng mà tìm lấy, bỏ thân giả thật thân khó thấy. Phật khi xưa cũng phải dùng thân, thân dĩ như thuyền để làm chân, đưa sanh chúng qua sông mê khổ. Nơi bến giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng, bỏ thuyền tức là không tới bên. Dùng thân chứ lòng không chấp mến. Nếu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không rời. Tất phải bị luân hồi để trả. Nếu thế chẳng bao giờ thông thả, cứ đầu thai chịu quả khổ luôn. Nên giết đời muốn được gỡ xuông, thân chớ mến nên dùng cho khéo. Khéo dùng thân để mà mở nèo, đưa hồn về đến cõi niết bàn. Và toàn lo cứu giúp nhân gian, sớm khỏi cảnh lầm than đói khó. Cứu được kẻ dù thân phải bỏ, cũng vui lòng chẳng có ngại ngần. Không lúc nào chẳng nghĩ đến dân, đó mới thật tâm hồn Phật giáo. Kẻ khổ não như mình khổ nào, hết lòng đem cơm áo giúp cho, thấy mắt nàng lòng biết thương lo. Lương tâm của người tu phải thế, cảnh lao khổ có vô số kể. Phải có lòng cứu tế vô biên, thì mới mong đổ khách trần duyên. Qua khỏi cảnh đạo điên tai khổ, muốn thực hiện được lòng đại độ, trước nhất là phải bỏ tiểu tâm, kế đó là phải độ lượng thâm, mới áp dụng từ tâm đúng chỗ. Lúc làm gỗ cho đời trảm trổ, lúc thì làm bua bổ giáo tường. Khi nhu hòa khi phải can cường, cần phải biết tùy phương hóa độ. Hoặc dùng khổ cứu người nghèo khổ, hoặc dùng sang để đổ giàu sang. Hoặc dùng dân để tỉnh thức quan, hoặc dùng lấy quan quyền tê thế. Cứu được kẻ nào đâu phải về,
thiếu hy sinh không thể giúp đời, lại phải còn tùy cảnh tùy thời, đặt phương tiện đến nơi đến chỗ. Người đang khát đem dầu mà đổ, thì chỉ làm cho họ bất bình, cách khuyên tu không hợp cánh tình, sẽ khiến kẻ không tin tưởng đến, muốn đổ chúng không làm chúng mến, tất họ không vui đến quy y. Cần phải làm cho họ kính gì thì họ mới chịu theo quy Phật. Gặp những kẻ chưa thông đường đất, trong lòng còn ngờ vực dây đầy, khó làm cho họ tin phút giây, mà cần phải nhiều ngày khuyên nhủ. Có lắm kẻ quá mê giấc ngủ, tiếng trời gầm chưa đủ giật mình, đôi với người say đắm phạm tình, nghe dài bẩn kệ kinh khó tình. Phải tha thứ, phải đầy nhẫn nhịn, phải bền lòng, phải tánh dẻo dai. Kêu gọi hoài dù kẻ mấy say, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh được. Lời Phật Pháp như là mưa nước, tâm trần mê nào khác lửa đồng. Mưa nhiều thì lửa tắt chẳng không, chớ thấy lửa mênh mông mà chan. Lời Phật Pháp là lời chánh đáng, tâm trần mê là chẳng thật tâm. Chánh đáng thì sẽ thắng sai lầm, lời Phật sẽ thức tâm mê được. Lấy gươm trí ra mà xông lướt, cứu người trong trận giặc mê si. Để hoàn thành chí nguyện từ bi, như là Phật Mâu Ni thuở trước. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chẳng chờ. Nên tùy phương dục thúc tự giờ, kẻo không kịp thời cơ biến chuyển. Nào nội biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên người xuống lăng xăng, lâm đổi thay lâm sự khó khăn. Người xâm trói nhau hơn là mờ, tay trời đã không phương cãi gờ. Thêm nhân tai nhiều chỗ gây ra, cõi hồng trần là bãi tha ma, cứ chôn xác người ta không ngớt. Sự hung ác của người nếu bớt, thì nạn tai tất được giảm đi, các sầu ưu khổ não chi chi. Thâu hết tại người quy tập nó, xưa nay vẫn cứ như thế đó. Tử người làm đau khổ cho người, có nhiều người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bơi việc ác. Làm dữ chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ. Lăn lộn mày ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi sùng sục,
nào là dòi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đau kim lâm châm, nào là lửa phần phần cháy. Ác thù có biết bao nhiêu loài, yếu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bàn trong đầu đội máu đầu, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì dắt búa to ra bừa, con thì mang cây chĩa ra đâm. Con thì đem dao lên đánh bầm, mày con thì cô sẽ làm hai thoại. Con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẻo lột da. Cánh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khổ mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết. Khổ hồn linh, khổ xác thân cận, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến rất khó mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, mà hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp. Việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn kham. Mỗi đạo pháp cứ phân đi tới, rèn lòng chứ để cho phạm giới. Kiểm điểm từ lời nói việc làm, những điều con ô trước tục phàm, thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trận, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Tự làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm. Đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chung bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội, đều tại mình không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chớ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dầu ai muốn cột, cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tình, sẽ thắng được cảnh tình trắc trở. Lòng tin tưởng vốn là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mau. Không ai có thể nào số ngà, tin tưởng mạnh đạo mau đắc quả. Đạo có tin mới có thể tu, tu không tin thì đạo mờ lu. Đạo tin mạnh lối nào cũng bò, tin biết xét là tin sáng tỏ. Tin không suy tin đó tối tâm, tin tưởng là căn bản đánh rằng. Không suy xét tin càng nguy hiểm, vì đạo chánh thì là rất hiếm. Còn đạo tà khỏi kiếm cũng ra, nếu tin càng dễ bị đường tà. Khó rất khó được sanh qua cõi Phật, phải suy xét cho tường sự thật. Thật chân tu thật đức từ bi,
Phật là đường giải thoát mê ly, chừng ấy sẽ quy y tin tưởng. Thấy linh nghiệm rồi tin càng bương, thấy hay ho rồi muốn theo đi, chánh hay tà không chịu xét suy. Tin như thế làm nguy hại kiếp, lọt vào lưới mới quầy sao kiệt. Mắc bẫy rồi muốn dứt sao ra, để lòng tin lầm lạc đường ta, hồi tin được thật là rất khó. Nên cần phải nhắc cho lớn nhỏ, đối xử chi cùng chớ tin càng. Phải dò sao xét trước đàng hoàng, thật chánh đáng rồi tin mới dừng. Bị lầm lạc chỉ trong một bần, đủ làm cho thân phận đau điên. Lầm của tiền có thể tạo nên, còn lầm mạng không phương lấy lại. Tình đúng chỗ phước lưu vạn đài, tình sai lầm di hại thiên niên. Sự tin là quan trọng vô biên, phải dè dặt chớ nên tình bương. Sống gần kẻ có nhiều tin tưởng, rất dễ gây ảnh hưởng đến mình, nếu mình không suy xét cho mình, thì sẽ bị cảm tình lôi cuốn. Ví như rượu mình không hề uống, nhưng gặp người đem đến mời luôn. Khó làm cho người nhịn miệng xuống, mười người bị uống luôn hết chinh. Vì lẽ đó cần nên bình tĩnh, chớ để cho nhẹ tính điều nào. Mỗi người thường tin tưởng khác nhau, thấy người bước bước theo không được. Tin lầm ít khi nào được phước, mà thường hay bị chuốc tội thêm. Gặp thời kỳ đảo mọc như nêm, trong sanh chúng lầm tin rất dễ. Tin lầm đến phạm vào luật lệ, tin lầm gây trái lẽ công minh. Tin lầm làm đảo ngược kệ kinh, tin lầm tội mà cho rằng phước. Tin lầm khiến tan nhà mất nước, tin lầm làm kẻ khóc người than. Tin lầm gây thông khổ họ hàng, tin lầm khiến tiêu tan sự nghiệp. Tin lầm dẫn đến nơi lừa bịp, tin lầm gây ra việc sát nhân. Tin lầm đành lấy quán trả ơn, tin lầm mang thánh thần không nề. Tin lầm khiến làm điều tồi tệ, tin lầm đi bác bẻ Phật ngôn. Tin lầm mình giải tưởng là khôn, tin lầm mới tự tôn tự đại. Tin lầm chỉ có đời hiện tại, tin lầm không ai thấy việc mình. Tự lầm tin hoặc kẻ truyền tin, tin lầm có hàng nghìn muôn truyền. Tin ở sách hoặc tin ở miệng, hoặc là tin ở chuyện mắt trong, hoặc tự suy rồi tự tin lòng. Có nhiều cách tin không kể xiết, tin lầm qua việc hoặc tin đúng việc, là vấn đề quan thiết vô cùng. Sự vui tươi hay việc hải hùng, đều quan hệ với lòng tin ấy. Sống chết
cũng liên quan vào đây. Dinh nhục đều bởi tại nó ra, từ xưa nay trong cõi người ta, việc thành bại đều do tin tưởng. Nếu tin đúng thì thành hình tượng, bằng tin sai thì uổng công phu. Lên thiên đường hay xuống ngục tù, do tin đúng hay là không đúng. Nào thanh chiến vô cùng kinh khủng, nào đảng tranh chấn động đất trời, đã diễn ra khắp chốn cùng nơi. Đều do ở lòng người tin tưởng, tin gây chiến là tin hẹp lường. Tin gây họa là rộng sự tin, tin cách nào cứu được nhân sinh, như thế mới là tin đúng đắn. Truyền đạo pháp có nhiều hình dạng, nhưng không ngoài căn bản cứu đời. Đạo pháp nào giải diệt hại người, nhất định chẳng đúng nơi chân pháp. Đã thấy rõ là không phù hợp, dù cho ai có ép không tin. Đủ tinh thần làm chủ lấy mình, thì những sự lầm tin sẽ còi. Việc chưa biết thì cần phải hỏi, đều còn nghi cứ bới cho ra. Chớ ậm ừ nửa Phật nửa ma, rốt cuộc chẳng ra gì cả. Càng gán hỏi càng rành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu. Nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới biết lý màu rốt rau. Dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, nghĩ không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hay thứ tà tông, cố gắng hỏi thì không lầm là. Việc gì cũng phải cho đích xác, chớ nên tin một cách mù mờ. Mặc dù là những việc thiên cơ, nhưng cũng phải tin cho hữu lý. Con người có kho tàng suy nghĩ, cứ dùng luôn không thể nào cùng. Các bí quyền trong khoảng không trung, nó có sức phá tung ra được. Giống người chẳng phải là nhu nhược, mà giống người tốt bực can cường. Nếu để tâm khảo cứu suy lường, có sức mở được đường trời đất. Người có thể đi Tây Phương Phật, người cũng đi địa ngục dễ dàng. Giống người là ở giữa chừng than, muốn đi xuống đi lên được cả. Trí huệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mấy trời. Nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Người mà được hoàn toàn hạnh phúc, người mà chung hưởng cuộc an vui, cũng là nhờ trí huệ của người biết phát
triển nằm nơi đúng chỗ. Trí của Phật làm dài kiếp số, trí của phàm làm thỏ mạng tiêu. Nên chọn đường Phật trí mà theo, tránh khỏi nạn hiểm nghèo đưa lại. Trí Phật rộng trùm bao sơn hài, trí phàm khoanh trong đại hẹp hoài. Phật ban vui cứu khổ cho đời, phàm chỉ tạo cho người khốn khổ. Trí Phật muốn hòa bình khắp chỗ, trí phàm lo gây gỗ đó đây. Trí Phật không phân biệt đông tây, muốn đâu cũng kết dây thân ai. Trí của Phật ở anh quảng đại, có tình yêu nhân loại đại đồng, muốn mình cùng kẻ khác dung thông. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, với bản tác trọn tình hữu nghị. Với đồng bào thành ý yêu thương, giá trị mình với kẻ tương đương. Lúc nào cũng chủ trương bình đẳng, xét xử rất công bằng ngay thẳng. Đối với ai cũng chẳng dị tư, lòng trọng tôn luật pháp là sư. Lấy đạo đức làm cơ tiến hóa, giữ hành động ngôn từ cao nhã, không để cho xa đọa tâm hồn. Tự làm cho phát triển trí khôn, nhưng vẫn giữ khiêm cung tánh nết. Vì chánh nghĩa coi thường cay chết, vì phước chung bỏ hết lợi riêng. Trọng nghĩa nhân hơn trọng bạc tiền, đặt công lý lên trên tình cảm. Vẻ mặt vẫn vui tươi điềm đạm, cử chỉ luôn đoan chánh nhẹ nhàng. Từ đây lòng thành thật nghiêm trang, chớ chẳng phải sửa sang ngoài mặt. Hứa với ai thì là giữ chắc, những lời thô tiên ác không dùng, thường dùng lời đôi đáp ung dung. Bảo vẹn một lòng trung đạo lý, đó là đại khái đường Phật tri. Nói sao cùng hướng vị thôn tho, thật hòa bình hạnh phúc ấm no. Thật tốt đẹp, thật là sang suốt. Thật cởi mở chớ không trói buộc, thật làm cho hết cuộc trầm luân. Thật hoàn toàn khắc trí phàm nhân, trí Phật vốn hoàn toàn chân thiền. Thật chân lý chứ không ngụy biện, thật thoát ly các chuyện phàm trần. Thật hoàn toàn thế thế độ dân, thật chẳng chút nào cần danh vọng. Lo giúp kẻ được vui được sống, chẳng cần ai ca tụng đến mình. Thật là đầy đức độ anh minh, trí phàm có thể kình chống kịp.
làm vui sống làm cho rảnh kiếp, đó là điều trí Phật thường hành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, cái trí Phật của mình rang kim. Lúc đi đứng nằm ngồi suy nghiệm, tìm cho ra cái điểm linh quang. Thấy được rồi quán liễu nhân gian, cũng như Phật hồi ngàn xưa vậy. Bị vô minh còn nhiều che đậy, làm cho người không thấy bổn tâm. Mới có nhiều hành động sai lầm, do nơi các dục trần khéo gợi. Vật ưa thích thì liền rơ tới, không chịu suy có tội hay chăng. Có nhiều khi biết tội làm càng, vì dục vọng không dằn nén được. Bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng anh chơi, chớ không biết ngày mới khổ nào. Bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo cứ mê. Cõi lạc ban muốn thấy đường về, vô minh ấy phải lo vén mờ. Được nhìn thâu không còn cản trở, mới biết là tây lộ bên chân. Mà bấy lâu cứ nói mẹo dần, chẳng ngờ nó sẵn gần sau ót. Tôi không đại minh châu chẳng lọt, phúc bỗng nhiên được móc lấy ra. Xưa nay lo thèm của người ta, bây giờ mới biết nhà mình có. Lời của Phật càng thêm nhận rõ, Phật tại tâm nào có xa xôi, không nên tìm chót lưỡi đầu môi. Mà phải tìm nơi tâm khảm,